Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng ta đều gặp rất nhiều người khổ sở vì phải đòi nợ, nhiều đến nỗi trên Facebook có rất nhiều ảnh chế về việc đi đòi nợ, báo chí có rất nhiều bài hướng dẫn đòi nợ văn minh, thậm chí có nhiều khóa học thu phí vài triệu dạy bạn cách đòi nợ. Người ta thường nói không cho vay tiền thì mất bạn bè, còn cho vay tiền thì mất cả tiền lẫn bạn. Vậy từ chối thế nào để không bị mất tình cảm? Thì ngày hôm nay Tìm Giá Ngon rất vui khi được chia sẻ với các bạn 10 cách từ chối hay nhất để bạn vừa không mất tiền mà vẫn vừa giữ được bạn bè. 1. Từ chối khéo. Có rất nhiều lý do để bạn từ chối cho ai đó vay tiền. Miễn là thái độ với người đó hãy mềm mỏng, khéo léo. Ví dụ mình dạo này bị công ty nợ lương mấy tháng chưa trả, tôi đang dồn tiền mua nhà. Nếu đã đưa ra những lý do trên, những người biết điều vay 1-2 lần bạn từ chối họ sẽ hiểu cho bạn. Còn kiểu nhằn nhẵn bám lấy, hỏi vay liên tục thì đôi khi cũng không cần quá khéo nữa, chỉ đơn giản là nói không mà thôi, tao không có mày à, tiền tớ tiêu trả đủ lấy đâu ra cho vay. 2. Sao bạn không nói sớm? Với câu hỏi sao bạn không nói sớm, bạn không chỉ khéo léo từ chối lời hỏi vay tiền mà còn có thể tỏ ra thái độ thành thật của mình. Câu nói này dường như có thể được áp dụng trong mọi trường hợp, chẳng hạn như, ôi, sao chị không nói sớm với em mới cho mẹ em mượn tiền để chữa bệnh rồi. Chỉ cần nói câu này kèm với thái độ tiếc nuối vì bạn không thể giúp được họ. Chỉ là bạn không thể giúp họ trong trường hợp này, thế nên không ai có thể trách bạn được cả. 3. Giúp bằng cách khác không phải tiền. Một cách từ chối khác mà bạn có thể áp dụng mà người hỏi mượn tiền không thể trách bạn, mà thậm chí họ có thể cảm ơn bạn, đó là đưa ra những hỗ trợ khác mà không phải tiền bạc. Tùy từng trường hợp mà bạn có thể giúp bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn nếu như bạn bè đang vì túng thiếu không có nơi ở thì bạn có thể gợi ý họ đến ở tạm nhà bạn vài hôm. Nếu như người quen khó khăn vì đang thất nghiệp thì bạn có thể giúp họ tìm kiếm những công việc phù hợp, hoặc thậm chí có thể cho họ mượn điện thoại, mượn xe cũ nếu bạn có dư. Bạn có thể gợi ý cho họ nhiều cách giúp khác miễn không phải là tiền. Hãy yên tâm rằng không ai có thể giận bạn với sự nhiệt tình giúp đỡ này đâu. 4. Hỏi rõ về thời gian trả tiền. Hỏi người vay xem khi nào họ sẽ hoàn trả. Sau khi họ trả lời ngay lập tức hãy tỏ thái độ đáng tiếc khi không thể giúp được họ, bởi bạn sẽ cần số tiền đó trong thời gian gần nhất. Ví dụ họ nói 3 tuần sau sẽ trả, thì mình nói 1 tuần nữa phải cho bà chị vay mua nhà, hoặc đưa ba mẹ đi khám bệnh, hoặc ngày mai phải đóng tiền học cho con. 5. Nói rằng mình cũng đang mắc nợ. Cách từ chối khéo léo này sẽ cho người đó biết tình hình tài chính của bạn cũng trong trạng thái kiệt quệ và khó khăn, thậm chí cũng đang thiếu tiền của người khác. Chính vì thế mà cho dù có muốn giúp đến đâu thì tài chính của bạn cũng không cho phép. 6. Than khổ. Bạn có thể dùng biện pháp chặn đầu trước nếu đã dự đoán được ai đó sắp mở lời mượn tiền của mình. Hãy khéo léo và nhanh nhẹn than khổ với họ trước nhé. Dạo này tôi nghèo quá, không biết làm sao để sống tới cuối tháng. Chừng nào ông A, bà B mới trả tiền cho tôi để có tiền xài nhỉ? Với vài câu đơn giản như thế, chắc chắn họ sẽ không thể mở lời mượn tiền với bạn đâu. 7. Nói rằng mình đang cần tiền để mua đồ giá trị cao. Nếu như bạn đang có một việc quan trọng cần phải dùng tiền thì không ai có thể trách cứ bạn cả. Chỉ cần nói với họ rằng bạn đang có một khoản tiền lớn cần phải chi, như mua máy tính để làm việc, lo học phí cho con, lo cho ba mẹ. Một điều quan trọng của bước này là bạn phải nhấn mạnh tầm quan trọng của món đồ hoặc việc mà bạn sắp phải chi tiền sắp tới. Ai cũng sẽ ngại nếu vay những số tiền này mà thôi. 8. Tiền vợ mình giữ hết rồi. Nếu bạn là nam, thì có một cách vô cùng hiệu quả mà đấng mày râu có thể sử dụng, đó là nói tiền đều đã đưa cho bà xã giữ. Với cách nói này, các anh không chỉ vừa không phải ngại hay sĩ diện khi từ chối cho mượn tiền, mà cũng không làm mất lòng bạn bè, đồng nghiệp. Nếu bạn độc thân, có thể nói là đưa cho bố hoặc mẹ cầm hộ. 9. Nói không là cách đơn giản nhất. Đối với những người không quá có can hệ nhiều đến cuộc sống của bạn, hoặc chỉ tìm đến bạn khi cần vay nợ, thì cách đơn giản và nhanh nhất là nói không. 10. Gợi ý dịch vụ cho vay tiền. Khi người thân quen gặp khó khăn về tài chính hỏi mượn tiền, nếu bạn không đủ khả năng giúp đỡ đôi khi cũng thấy áy náy. Nhưng một ý hay đó là bạn có thể gợi ý cho họ các dịch vụ tài chính, cũng là một cách hợp lý để tránh phải cho mượn tiền khi bạn cũng không sẵn sàng về tài chính. Quan trọng là bạn vẫn giữ được tình cảm, không ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè. Tìm Giá Ngon.com có liệt kê các dịch vụ cho vay tiền ở dưới mô tả video. Một số dịch vụ còn cho vay tối đa 10 triệu trong 30 ngày không mất lãi suất. I'm going to go to the hospital.